tháng rồi, nhưng bây giờ thì nó đỡ dầu rồi, tình trạng đỡ nữa thôi, nhưng bây giờ anh cũng xử lý cái xe. Thì chắc bạn xử lý xe còn điểm một thôi, cái này bắt bắn luôn luôn, xe hai luôn, không bắn luôn. Thì là từ phần một, nói chung là đến đức của anh là làm tối đa có thể. Nói chung là sẽ cải thiện được tình trạng xe của em bé này nhé. Đấy, thì từng bước một, phải cố gắng thôi. Thật sự là làm đấy là chỉ công chuyển mũi như thế này, hai bên đều có sẹo nặng quá nhỉ. Tại vì em bé này đây là một hậu quả trứng cá và điều trị nó không có chuẩn. Vì chuẩn ngay đầu tiên thì rất là khác. Ai chưa điều trị trứng cá ở đâu mà bị nặng thế này? Thuốc là tự mua thuốc à? Hay là điều trị ở spa? Không, đi khám thuốc uống. Cái sưng mặt nó như này không? Cháu nó không ít đây. Là cái bụng thôi. Phí nhỉ? Phí quá nhỉ? Thế nhưng mà dùng tay cậy nhiều quá, đúng không? Em có dùng tay cậy nhiều không? Không, nó không cậy mấy. Là uống cái thuốc tây đấy, là bôi cái thuốc đi vào thế. Cái này của em nó phải cậy chứ, em phải dùng tay em cậy nó mới thành. Vâng, nó có đen đen cậy cho nặn được, nặn nó ra. Em tự nặn gì? Vâng, tự nặn. Thảo nào, đấy nó phải có lý do chứ không tự dưng nó lại bị này. Xẻo em nó vừa co kéo vừa sơ vừa lồi. Nó giống như kiểu là cái da của em nó bị cái hiện tượng gọi là gì? Như kiểu là những cái mảng thịt tỏi ở trên bề mặt da. Nó đắp vào mặt đi. Đắp thêm vào như kiểu là cái phần đắp thêm vào trông nó như kiểu là trang trí kiểu thế, khá nặng nhỉ. Vừa lồi vừa phì đại, vừa lồi vừa phì đại, vừa sần sùi vừa các thứ nào kia. Cái này chắc phải điều trị mà sẹo sơ hóa đấy, khó khăn sơ hóa. Cố gắng nhé, cái vấn đề đầu tiên với anh rồi, cái này thì em cố gắng thôi, em không hứa anh gì cả. Nói chung là rất kỳ công mà làm rất tốn kém, hay cái điều đó cho em trước rất tốn kém. Cái bé này làm cái sẹo này làm được phần một thôi chứ không ai ngồi làm cả mặt, nó đau lắm. Thứ hai là nó gồ kỳ đó. Là em nói trước kinh phí anh không lấy 1 triệu nữa nhé. Tắt tiền, một lần hết 1 triệu thôi. Nhưng mà làm rất nhiều lần, có thể 6, 7, 8, 9, 10, 8 lần là bình thường nhá. Em mới biết là mức kinh phí anh như nào, nhưng em biết là cái phần này rất khó khăn và thử lý. Em đồng ý thì em mới làm. Còn nếu không em cho uống, em uống cho anh uống thuốc như lần trước này bình thường nha. Chị cháu nhá, tối đa có thể nhá. Nói chung em sẽ cố gắng tối đa, tại vì làm nó vừa là con anh vừa là cố gắng đúng không? Thì đấy em nói trước cái tinh thần như thế nhá. Nhá, thì còn lại thực ra làm thật sự rất cực kỳ. Anh ấy tầm này anh sẽ có làm cho anh đến trong giờ chính em không làm được. Nhiều. Ok. Cái này thì có thể dùng laser CO2 có thể được. Ok.